Theo khảo sát mới nhất của dịch vụ mai mối có tên Dating Advice tại Mỹ, trong 83% người từng ngoại tình, thế hệ Gen Z chiếm tỷ lệ cao nhất với 93%. Nguyên nhân của việc này theo các chuyên gia là do tốc độ phát triển của các ứng dụng hẹn hò trong giai đoạn trưởng thành của những người Gen Z. Đặc biệt, Gen Z có quan niệm khác về ngoại tình. 43% cho rằng chỉ khi có các hành động liên quan thể xác thì mới được xem là ngoại tình, còn thế hệ bố mẹ họ thì 55% định nghĩa rằng ngoại tình được xác lập kể cả khi không quan hệ tình dục. Một nghiên cứu khác của chuyên trang hẹn hò trực tuyến Ashley Madison Canada cho biết 59% thế hệ Gen Z muốn có một mối quan hệ cởi mở với nhiều người cùng lúc để trải nghiệm đời sống tình cảm trọn vẹn hơn. Công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội là nguyên nhân quan trọng khiến Gen Z tiếp cận nhiều hơn với các loại nội dung, làm quen với sự thay đổi liên tục, giao tiếp và kết nối với nhiều người hơn. Từ đó, Gen Z có lối sống cởi mở, mong muốn khám phá các cấu trúc mối quan hệ đa dạng.